Bộ Y tế khuyến cáo. Rửa tay sạch mọi lúc cùng thông điệp 5K. Nhắc lại nè, một, chịu khó đừng đi chơi, hai, khẩu trang đeo trắng rồi, ba. Sử dụng thùng rác riêng có nắp đậy. Cập nhiệt độ. Chuẩn bị các loại thuốc thiết yếu như thuốc hạ sốt. Có số điện thoại của các cơ sở y tế. Điều kiện dinh dưỡng vệ sinh. Đeo khẩu trang thường xuyên, thay khẩu và bề mặt tiếp xúc. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần một ngày. Cuộc đấu tranh cam go bảo vệ sức khỏe, giành giật sự sống đang diễn ra. Từng có trong tiền lệ. Dịch thành phố Hồ Chí Minh. Phân tích giải pháp để hướng đến mục tiêu đầy. Phương khác trong 10-15 ngày tới. 20:10 Chủ nhật ngày 15 tháng 8 trên kênh VTV1. VTV Awards 2021. Quý vị hãy bình chọn cho đề cử mình yêu thích trên ứng dụng VTV Go. Bình chọn cho đề cử. Lễ trao V1. Và hoạt động thì Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 do Bệnh viện Bạch Mai hiện guồng máy của Trung tâm đã vận hành trơn tru nhờ đội ngũ